Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủy Tiên liên tục phát tiền, hội chữ thập đỏ nhảy vào tranh công. Ca sĩ Thủy Tiên đã kêu gọi được hơn 150 tỷ đồng là con số kỷ lục. Trước đó chưa có cá nhân nào có thể kêu gọi từ thiện được số tiền lớn đến thế. Vào năm 2016, một MC nổi tiếng cũng kêu gọi quyên góp được hơn 24 tỷ. Nhưng sau đó anh ta chi tiêu số tiền không minh bạch nên làm những người nổi tiếng khác cũng nghi ngờ. Lần này, Thủy Tiên đã kêu gọi số tiền gấp hơn 6 lần MC kia. Điều đó chứng tỏ những người dân vẫn còn tin tưởng vào người nổi tiếng. Ca sĩ, diễn viên, MC, v.v. Tất cả những người này rất cần sự nổi tiếng. Thiện nguyện là một cách để có thể đưa tên tuổi của họ lên cao. Đây là một ao ước chân chính không có gì sai, nếu không nói là rất hữu ích, vừa có ích cho tên tuổi của cả ca sĩ và có ích cho xã hội. Thực tế, chẳng cá nhân nào khó chịu trước việc làm từ thiện đầy ý nghĩa này, chỉ có chính quyền của Đảng Cộng sản mới có thể thấy khó chịu mà thôi. Đất nước này vốn không hề có an sinh xã hội, ấy vậy mà khi dân gặp thiên tai, chính quyền cũng không xuất ngân sách ra cứu dân, mà họ chỉ dồn những khoản tiền đó để tham nhũng, gặm nhấm và xây dựng những công trình tượng đài hàng ngàn tỷ vô bổ. Điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên, hình ảnh lãng phí tiền của dân và vô trách nhiệm với nhân dân khi tai họa sẽ không là vấn đề đối với những người dân, vì người dân Việt Nam vốn đã quen với những tiêu cực này. Tuy vậy, việc xấu xa này sẽ bị phơi bày nếu có những tấm gương làm thiện nguyện tỏa sáng. Chính vì vậy, những cá nhân làm thiện nguyện đã làm cho chính quyền này khó chịu là như vậy. Ai cũng biết, chính quyền này không làm cho dân tin tưởng nên dù ra nghị định 64/2008 để lùa tiền cứu trợ về cho Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ thì cuối cùng cũng chẳng được bao nhiêu người đóng góp. Đó là một thực tế hết sức phũ phàng. Nếu so với những gì chính quyền này quyên góp với những gì mà ca sĩ Thủy Tiên làm được thì có thể nói đó là một khoảng cách xa vời vợi. Với Cộng sản, những gì họ không làm được thì họ sẽ tạo ra những con số giả tạo để tuyên truyền. Đó là công cụ mà họ đã dùng suốt 75 năm qua, chứ không phải mới bây giờ mới dùng. Và hôm nay họ vẫn soạn lại bổn cũ, Thủy Tiên quyên góp được 150 tỷ hả? Không thành vấn đề, ban tuyên giáo sẽ chỉ đạo báo chí nặn ra con số cao hơn thế là xong. Và đó là lý do tại sao tờ báo Lao động mới cho xuất bản bài báo có tựa đề Hội chữ thập đỏ đã cứu trợ khẩn cấp 7,7 nghìn tỷ cho đồng bào lũ lụt. Một con số vượt rất xa 150 tỷ của ca sĩ Thủy Tiên đã quyên góp được. Tuy nhiên, cái gót chân asin của tuyên giáo Cộng sản là dựng chuyện được nhưng không thể sắp xếp và tạo tình tiết hợp lý, và họ thường bị cộng đồng mạng chỉ mặt, dối trá. Đây là hình ảnh bài báo đăng trên tờ báo Lao Động. Số liệu này được tờ báo này nói là lời phát biểu của ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ. Thế nhưng, có thực là lời ông Bộ trưởng này nói hay tuyên giáo bịa đặt ra thì không biết. Chỉ biết là nếu lời nói của quan chức thật thì báo không có quyền sửa lời. Người dân phát hiện trò dối trá này như thế nào, câu hỏi cũng được đặt ra. Thực tế chỉ với 150 tỷ mà Thủy Tiên phát nhiều ngày không hết. Nhiều người đã nhận được tiền, điều đó đã được Thủy Tiên livestream trên mạng xã hội thông báo. Ấy vậy mà với 7,7 nghìn tỷ đồng nhưng lại chưa có người dân nào nhận được tiền của hội này cả. Dân mạng tranh cãi vì khoản cứu trợ ngàn tỷ của Hội chữ thập đỏ Việt Nam theo như công báo của ông Dũng quá lớn, trong lúc các bản tin khác trên báo nhà nước cho thấy thực tế các tỉnh miền Trung mới chỉ nhận được cao lắm là được vài tỷ đồng từ tổ chức này. Vậy thì sự dối trá đã bị phơi bày, thế là họ bị cộng đồng mạng chửi sấp mặt. Để đối phó, tờ báo Lao Động vội bỏ đi chữ nghìn tỷ thành chữ 7,7 tỷ. Vâng, với 7,7 tỷ là con số rất nhỏ so với con số 150 tỷ đồng mà Thủy Tiên đã quyên góp, nhưng có thể họ phát mà xã hội không chú ý. Tuy con số này đáng tin với người dân, nhưng nó là con số không thể chấp nhận được với chính quyền của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh bài báo sau khi được chỉnh sửa số liệu trên báo Lao Động. Hội chữ thập đỏ Việt Nam cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hai tổ chức được Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc công khai khuyên người dân nên đóng góp tiền cứu trợ lũ lụt. Tuy vậy, việc đông đảo người dân góp tiền cứu trợ có một số cá nhân, người nổi tiếng hoặc nhóm tư nhân cho thấy họ đã không còn niềm tin vào tính minh bạch và hiệu quả của hai tổ chức nêu trên. Chính vì vậy, sau khi báo Lao Động sửa thành 7,7 tỷ đồng thì vẫn không làm hài lòng quan chức chính quyền. Cuối cùng, họ chốt lại là sửa thành 77 tỷ đồng, tức là bỏ dấu phẩy giữa hai số 7 đi.
Hành động sửa đi sửa lại này cho thấy những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam viết ra trên báo là dựng lên để tuyên truyền. Trong 3 số 7,7 ngàn tỷ đồng hoặc 7,7 tỷ đồng và 77 tỷ đồng thì không chắc con số nào là thật. Có khi con số 7,7 tỷ kia cũng là dối nốt. Quan chức mặt trận Tổ quốc không muốn Thủy Tiên quá nổi tiếng trong việc làm thiện nguyện của Thủy Tiên như giọt nước tràn ly khi báo Việt Nam Express vào hôm 25 tháng 10 đã dẫn phát ngôn của bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ám chỉ việc kêu gọi của ca sĩ Thủy Tiên là khi cá nhân vận động được số tiền lớn lên đến vài chục hoặc hàng trăm tỷ đồng, cho dù cá nhân đó có minh bạch đến đâu cũng sẽ có người đặt câu hỏi, cơ quan nào sẽ giám sát sự minh bạch công khai trong việc sử dụng nguồn lực đó. Vậy nên, để dư luận không hoài nghi, mỗi cá nhân nên chia sẻ nguồn lực vận động được ấy với các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội chữ thập đỏ để điều tiết hiệu quả, thiết thực, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh hoài nghi của dư luận. Còn trên trang cá nhân, nhà báo Tự do Võ Đắc Danh viết trên trang như sau: Thưa bà Ánh, bà có biết bao nhiêu cán bộ mặt trận bị khởi tố vì tham nhũng, tham ô, từ tiền, từ thiện phải không? Lẽ ra bà phải biết xấu hổ vì điều đó mà đừng ăn nói lung tung để dạy đời thiên hạ. Khi con người không có liêm sỉ thì cả một hàng rào pháp lý cũng không ngăn được dòng chảy của đồng tiền đi vào túi quan tham. Vấn đề cốt lõi là sự minh bạch của lương tâm, cái này cán bộ của bà khó học và khó làm theo lắm. Đây là hình ảnh lời phát biểu của bà Trương Thị Ngọc Ánh. Vâng, cộng sản mà đòi hỏi cá nhân minh bạch là một chuyện khôi hài. Theo nguyên tắc tiền ai góp vào thì người đó mới có quyền đòi hỏi sự minh bạch. Ví dụ, nếu bạn có đóng góp vào tiền cứu trợ của Thủy Tiên một khoản 10 triệu của hóa đơn chuyển tiền thì bạn mới có quyền hỏi chính tính danh và minh bạch của người sử dụng đồng tiền ấy. Còn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lấy tư cách gì đòi hỏi Thủy Tiên minh bạch đây? Hoàn toàn không có tư cách. Vậy nên, việc bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đòi hỏi cơ quan nào sẽ giám sát sự minh bạch công khai trong việc sử dụng nguồn lực đó thì đó là việc chõ mũi vào chuyện người khác. Thực tế, đồng tiền mà Thủy Tiên dùng cho từ thiện cho đến nay, cộng đồng mạng và những nhà hảo tâm chưa có phàn nàn gì cả. Việc lên tiếng của bà Trương Thị Ngọc Ánh chỉ chứng tỏ tính nhỏ mọn của chính quyền này mà thôi. Và thiên tai mang lại điều gì cho chính quyền của Đảng Cộng sản? Thiên tai tất nhiên mang lại thảm họa cho người dân, nhưng cũng mang lại một cơ hội trục lợi cho các tổ chức chính quyền địa phương. Thế nhưng dạo này, cơ hội cho họ ngày càng cạn dần, vì chính quyền này đã làm điều đáng xấu hổ và người dân đã chứng kiến từ nhiều năm qua. Gương mặt chuyên trục lợi của họ cũng ngày một phơi ra. Chính vì vậy mà các cấp chính quyền, đặc biệt là các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ, không muốn những cá nhân như Thủy Tiên làm hết phần của họ. Năm nay, các người nổi tiếng đó có đất dụng võ, nhưng năm sau thì chưa chắc gì điều này đã suôn sẻ. Đây là hình ảnh, liệu những hình ảnh đẹp như thế này có còn tiếp tục vào năm sau nữa hay không? Sự đố kỵ của các tổ chức chính quyền và sự tỏa sáng của các nhân vật nổi tiếng đã xuất hiện từ nhiều năm nay, chứ không chỉ mới bây giờ. Những người thốt lên lời lẽ đố kỵ đó chưa chắc là gì vì bản thân họ, mà đó là nhiệm vụ của Đảng. Đôi khi con người với con người không đố kỵ nhau, nhưng vì nhiệm vụ chính trị họ phải thể hiện để cho Đảng biết rằng họ trung thành. Ai thấy được sự nguy cơ mất uy tín của Đảng và nỗ lực bảo vệ thì sẽ ghi được điểm cộng với Đảng. Các tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản như Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ v.v. là những tổ chức được Đảng lập ra để giám sát nhân dân và bảo vệ uy tín cho Đảng. Vậy nên, những người đứng đầu tổ chức này thường soi các việc làm thiện nguyện của những người nổi tiếng. Đây là hình ảnh bài báo phản ứng về câu hỏi bà Tạ Bích Loan. Năm 2016, khi tình hình bão lũ miền Trung xảy ra nhiều thiệt hại, một MC quyên góp trong một ngày lên đến hơn 10 tỷ đồng, làm cho chính quyền cảm thấy lo lắng. Họ lo lắng vì danh tiếng của chàng MC này quá nổi, sẽ làm lu mờ các tổ chức ngoại vi của Đảng. Và thế là trên VTV, người ta làm một chương trình muốn đấu tố người làm thiện nguyện ấy. Khi đó, nhà báo Tạ Bích Loan làm người dẫn chương trình và bà ta đặt câu hỏi mở cho trò đấu tố, đó là làm từ thiện với động cơ gì? Lúc đó, mạng xã hội đã phản ứng dữ dội câu hỏi này và từ đó về sau, chính quyền này không đấu tố như vậy nữa vì nó sẽ làm dân phẫn nộ. Tuy nhiên, đến hôm nay thì tình trạng soi mói cá nhân làm thiện nguyện vẫn xuất hiện, nhưng không phải trên một chương trình truyền hình mà là bằng lời nói của những quan chức của Đảng Cộng sản. Vậy nên, chúng ta mới thấy làm từ thiện ở xứ này đôi khi nó không hề dễ dàng như người ta tưởng. Đôi khi nó là cái bẫy rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa
Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2020 với bản tin Thủy Tiên liên tục phát tiền, Hội Chữ Thập Đỏ nhảy vào tranh công. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.